Chiếc ly của Anh, Musical Fidelity Electra E10 Ingratus. Chiếc này sử dụng nguồn xuyến đánh 8 xò than, máy từ Nhật về còn tương đối là rất đẹp. Mặt phay, xin lỗi, mặt bóng piano nha. Máy tự tối còn đẹp đấy các bác nhé, hàng từ Nhật về, sử dụng nguồn dây nguồn dời này. Made in England. Vừa rồi em đang test với cặp loa Tannoy. Các bác đang chơi những Tannoy, những dòng loa châu Âu, những dòng loa toàn dài hoặc là những dòng Buxel, ghép chiếc này rất là hay các bác. Chất âm không thua kém gì dòng anh em Musical Fidelity dòng A1 đâu. Đấy, con này tiếng rất là bay bổng, chạy 8 xò than, nguồn xuyến công suất rất là khỏe nhé. Chiếc này thì hiện tại em mình đang có mức giá giao lưu với mọi người đang theo dõi trên kênh là 6.800.000 đồng, mức giá cực kỳ là yêu và giá mềm cho một chiếc âm ly của England. Máy thì được bảo đảm và cam kết zin nguyên bản, bảo hành cho các bác là zin nguyên bản đấy các bác nhé. Đội bác nào yêu chiếc âm ly Musical Fidelity Electra E10 này thì alo cho em Minh thì có ship hàng toàn quốc. Em xin dừng video, cảm ơn mọi người đã theo dõi.